bạn nên biết, dù có mời thầy phong thủy giỏi như thế nào, dù có bài trí từ trường như thế nào, cũng không thể xoay chuyển được vận khí gia đạo khi bạn thiếu một trong ba đề mục trên. Phong thủy vốn là từ trường. Bài trí phong thủy nhằm hài hòa cân bằng từ trường cho gia đạo, cho nơi mình sinh sống. Nhưng tâm tánh mỗi người trong nhà là từ trường mạnh nhất. Tâm thiện thì từ trường thiện, tâm cảm thông thì từ trường an hòa. Gian nhà bếp là nơi quan trọng của cả gia đình. Tài phú có được là từ đây, tình cảm gia đạo cũng có được là từ đây. Dù các bạn không biết gì về phong thủy, sau khi xem bài này vẫn có thể dễ dàng nhận ra tài lộc và tình cảm của gia đạo vì sao suy yếu, vì sao an hòa. Trong phong thủy nhà cửa có khẩu quyết nên xem trọng môn, chủ và táo. Môn là cửa hay cổng của nhà, chủ là phòng ngủ của gia chủ, táo là bếp. Đây là ba đề mục ảnh hưởng lớn nhất đến gia đạo, từ công danh, tình cảm, sức khỏe. Thời xưa thường dựa vào bắt trạch tìm ra cung tốt để đặt bếp, hướng cửa lò, ví dụ cung tốt có duyên niên phục vị sinh khí hay thiên nghi, dành cho bếp, phòng ngủ và cả nơi để tiền. Ngày nay rất ít thầy phong thủy còn dùng bắt trạch, vì thuật số ấy không luận được tốt xấu theo thời gian. Nói đúng hơn thì thuật số huyền không phi tinh có tính chính xác và thực tế ứng dụng cao hơn. Tìm ra được cung tốt trong huyền không phi tinh, nơi có sao vượng khí, ví dụ nhất bạch hay cổ tử, là phương vị tốt để đặt bếp và cả phòng ngủ, là có 3-4 phần tốt lành cho cả ngôi nhà. Bài này Khải Toàn xin không đề cập về huyền không phi tinh, vì thuật số này cần rất nhiều yếu tố hợp thành. Trừ khi khảo sát thực tế, biết tọa độ, cách cục, khu vực, sinh thần bát tự của gia chủ và nhiều yếu tố khác. Trong bài này, Khải Toàn xin phép chia sẻ đến các bạn đề mục đơn giản hơn, đa phần mọi người đều có thể ứng dụng được. Nhưng chính yếu vẫn là tâm tánh của mỗi người trong cả ngôi nhà. Tâm là gốc, mọi thứ khác là phương tiện. Chính vì cái tâm là gốc làm rễ, ngày ngày cần thời gian, cần thầy khóa tu dưỡng tâm tánh, hoàn nghiệp pháp, đọc sách, hành thiền, làm việc thiện, cho tâm khai mở trí, cho hậu vận thêm phước báo. Điều đầu tiên, một gia đạo an hòa thì bếp luôn nổi lửa. Mọi người ăn cơm cùng nhau, ăn trong sự an vui. Người nấu bếp là người có vận đào hoa này là đào hoa từ nội, được mọi người yêu mến. Những người vợ, người mẹ sinh mùa đông là những người khuyết hỏa cực độ. Nếu vì công việc làm ăn mà chẳng khi nào vào bếp, giao hết việc bếp núc cho người giúp việc, thì người giúp việc có vận đào hoa. Người vợ, người mẹ sinh mùa đông đa phần thiếu hỏa, quá ít khi vào bếp để tăng vận hỏa, tình cảm có nguy cơ sẽ lạnh nhạt. Những gia đình có bếp mà lại ít nấu nướng cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tình cảm lạnh nhạt. Những người sinh mùa hè bát tự đa phần kỵ hỏa vì khá nóng, thường không thích vào bếp nấu nướng, họ luôn thích sự mát mẻ. Cho dù bạn là người sinh mùa hè kỵ hỏa, thỉnh thoảng nên vào bếp nấu ăn, có thể thiết kế không gian bếp màu trắng xám, màu đen để giảm đi tính hỏa. Đó chính là tăng vận đào hoa từ nội, giữ hạnh phúc cho gia đạo. Vì bếp là nơi chủ quản dạ dày cho cả gia đình, mà có thật mới vật được đạo. Chính vì thế, yếu tố đầu tiên và tiên quyết của phong thủy nhà bếp tốt nhất chính là phải luôn luôn nổi lửa bếp nấu ăn. Đề mục thứ hai về phong thủy tốt cho nhà bếp là bếp luôn sạch sẽ và không có mùi. Trong mỗi ngôi nhà chỉ cần ánh sáng đủ, không khí trong lành, không mùi, không gian sạch sẽ là đã có phong thủy tốt. Bếp thiếu vệ sinh, những đồ vật bị ám mùi lâu ngày không dọn, dưới tủ bếp rỉ nước bẩn, thùng rác đặt cạnh quá gần nhà bếp nấu, hay trên tủ bếp đặt quá nhiều hoa giả, hoa héo úa. Tất thảy điều Khải Toàn vừa nêu là sát khí cho gian nhà bếp. Sát khí này gây hiện tượng nữ gia chủ có vận kém, sức khỏe kém, tinh thần kém. Vài tháng trước đây, Khải Toàn xem phong thủy cho một ngôi nhà ở quận 10. Cô gia chủ đã ngoài 60, đôi mắt của cô hầu như không nhìn thấy vật gì khi đặt quá một găng tay.
Trước khi đi quanh nhà khảo sát, Khải Toàn xem qua ngày tháng năm sinh. Sinh thần bát tự của cô là người dễ có bệnh liên quan đến mắt, máu, phần đầu vì cô sinh tháng Tỵ vào mùa hè. Cô bảo rằng mắt kém đã lâu, đi khám và có chữa nhưng không hết. Khi người nhà của cô dẫn Khải Toàn đi một vòng quanh nhà, ngay khi bước vào gian nhà bếp, đồ vật chất chứa rất chật chội, mùi ẩm mốc khá nặng. Không chỉ thế, toàn bộ ngôi nhà có một sự ẩm ướt rất khó tả. Một ngôi nhà như thế, Khải Toàn không đủ tài cán để dùng phong thủy chuyển hóa và đã từ chối. Khải Toàn thật sự động tâm trước trường hợp này. Người liên hệ là con trai của cô, anh là một vị gia chủ cũ. Khải Toàn nhắn vài lời với anh. Ngôi nhà của mẹ anh không thể dùng phong thủy để thay đổi, trừ khi xây lại mới hoặc bỏ hết đồ dùng để quá lâu không dùng. Phải thanh tẩy toàn bộ ngôi nhà, như vậy mới có thể thay đổi khí trường cũ vốn không lành. Bản thân mẹ anh tuổi đã cao, mắt đã yếu, vẫn còn quá tham luyến sự nghiệp, tham luyến công việc trong công ty. Hãy khuyên nhủ mẹ mỗi ngày trì tụng vài thời kinh, nhất là kinh Dược Sư, thường xuyên phát tâm phóng sinh. Nếu nhất tâm trì kinh làm lành như thế, mai ra mới có thể chuyển hóa được vận hạn kém và sức khỏe kém. Ngoài ra không còn con đường thứ hai nào khác. Trường hợp Hải Toàn vừa nêu, một phần vì nhà bếp không sạch sẽ, một phần vì sinh thần bát tự của gia chủ, vì thế tạo ra phong thủy kém và sức khỏe kém, và đó cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Những vị có vận hạn kém hay sức khỏe kém, trước tiên hãy quan sát nhà bếp của mình, rồi quán xét những hành vi trong ngày của mình, tự khắc sẽ có đáp án. Vì vậy, không gian sống luôn sạch sẽ, không khí luôn trong lành là điều kiện thứ hai để có phong thủy tốt cho ngôi nhà và cho gian nhà bếp. Đề mục thứ ba về phong thủy tốt cho gian nhà bếp chính là ăn cơm khi ăn cơm. Ngày nay có mấy được gia đình ăn cơm cùng nhau? Vì lý do công việc hay hàng trăm lý do khác nhau, không thể nào có một buổi cơm ăn cùng nhau. Mạnh ai nấy ăn, rồi thích thì cứ ăn bên ngoài. Gọi giao đồ ăn lại quá dễ dàng. Thế thì người nấu ăn tự hỏi rằng, mình nấu cho ai ăn? Đã bao lâu rồi bạn không ăn cơm ở nhà, không ăn cơm cùng gia đình? Có khi lâu đến nỗi quên mất cái cảm giác ăn cơm cùng nhau. Nhiều người bảo, nghèo nghèo như vậy mà tình cảm lại đầm ấm. Điều đó quả thật không sai. Khi xưa, cha mẹ và con cái đi cùng nhau trên một chiếc xe máy. Tuy có chật chội, có nắng, có mưa, nhưng cái hơi ấm của gia đình nó thật ấm áp. Thời gian sau, làm ăn tốt hơn, sắm được một chiếc ô tô che nắng che mưa. Tuy nhiên, cả nhà không còn cảm giác như xưa nữa. Những cha mẹ giàu có hơn, việc thì nhiều hơn, giao cả việc đứa con cái cho người giúp việc, cho tài xế, vì họ nghĩ rằng thành tựu và tài sản là thứ đáng giá nhất. Trích trong Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức thì không. Đời này có cái gì là thật đâu chứ, tất thảy đều là giả tạm. Đến khi nằm trên giường, nằm trên giường bệnh, thở thôi cũng thấy mệt. Thành tựu hay tài sản lúc này nó là chướng ngại trong tâm. Lâm chung mà còn luyến tiếc danh lợi, rồi đời sau lại đi theo nghiệp cũ, như một ngọn nến đã cạn, bắt ngọn lửa qua một ngọn nến mới. Tập khí trong thần thức thì vẫn còn y nguyên. Tự hỏi, đã bao lâu rồi bạn không ăn cơm ở nhà, không ăn cơm cùng gia đình? Nếu chỉ có vài hôm thì bạn đang có một mái nhà ăn ổn. Nhưng khoan vội mừng, bạn có ăn cơm khi ăn cơm không? Có toàn tâm toàn ý với thức ăn, với những người ăn cùng. Ngày nay người ta ăn cơm trong vội vã, tâm đầy lo lắng, mắt luôn dán chặt vào màn hình điện thoại,
vừa ăn vừa thích thú với những video mới, những bình luận, những lượt thả tim. Và không ít những đứa trẻ vừa ăn cơm, vừa chơi game, vừa xem YouTube, để mặc cha mẹ hay bà nội, bà ngoại đút thức ăn, ăn một cách không cảm xúc, giống như những robot làm việc trong nhà máy. Thật đáng tiếc. Ngược lại, bạn là người ăn cơm cùng gia đình, ăn cơm không thiết bị điện tử, ăn cơm trong niềm hoan hỷ. Xin chúc mừng, bạn quả là người có phước duyên, có được những người thân còn quý trọng nhau, còn giữ được sự đầm ấm trong bữa cơm gia đình. Còn đây là đề mục thứ tư về phong thủy tốt cho nhà bếp, là những cách cục phong thủy lan đầu, tức phong thủy hình thể. Bạn nên biết, dù có mời thầy phong thủy giỏi như thế nào, dù có bài trí từ trường như thế nào, cũng không thể xoay chuyển được vận khí gia đạo khi bạn thiếu một trong ba đề mục trên. Phong thủy vốn là từ trường, bài trí phong thủy nhằm hài hòa cân bằng từ trường cho gia đạo, cho nơi mình sinh sống. Nhưng tâm tánh mỗi người trong nhà là từ trường mạnh nhất. Tâm thiện thì từ trường thiện, tâm cảm thông thì từ trường an hòa. Nhà bếp hay ngôi nhà vốn không sạch sẽ, không khí không trong lành, bếp lại ít nổi lửa nấu ăn, không ăn cơm cùng nhau hay ăn cơm cùng nhau lại say đắm với màn hình điện thoại, thì chẳng có thần thông nào giúp được việc ấy. Đừng nói đến phong thủy không phải vạn năng. Sau đây là vài lưu ý về phong thủy nhà bếp. Bức tường hay lưng của bếp nấu không nên có gương, không nên có mica phản chiếu, là hiện tượng đào hoa sát, dễ có đào hoa bên ngoài. Không nên có xà ngang hay dầm trắng ngang trên bếp nấu. Bếp nấu đặt quá sát nhà vệ sinh. Không nên đặt hai bếp, tuy nhiên có thể đặt bếp đôi. Không nên đặt các vật trang trí như bình hoa lên tủ trên bếp. Phía dưới tủ bếp tránh có rác, mùi hôi hay là nước ẩm thấp. Chỉ cần lưu ý cả gian nhà bếp luôn sạch sẽ. Vị trí đặt két sắt như thế nào, tìm ra tài vị trong ngôi nhà ra sao? Mỗi ngôi nhà đều có những nơi là tài vị, mỗi năm có vài phương hướng vượng tài. Biết được phương pháp ấy, ta có thêm vài cơ hội tốt. Nhưng không thể vận dụng một phương pháp là có thể xoay chuyển được vận hạn được. Tài lộc là thứ khiến chúng ta hao tổn tinh thần và sức lực. Người buông xuống được danh lợi quả là người trí. Tiếc thay đa phần khó lòng làm được điều đó. Kẻ toàn xin chia sẻ nội dung tài vị mang hai ý nghĩa: tài vị từ bên ngoài và tài vị bên trong tâm của mỗi người. Tài vị hiểu đơn giản là vị trí vượng tài cho mỗi ngôi nhà hay là mỗi mảnh đất. Có thể tính theo nguyên không phi tinh, có thể tính theo củ cung phi tinh, và xét theo cả loan đầu, tức là hình thể trong ngôi nhà. Hải Toàn xin chia sẻ từng phần tùy điều kiện và cơ duyên để các bạn ứng dụng. Tuy nhiên, tài vị trong tâm chính là tâm lượng rộng lớn. Người có tâm lượng lớn thì phước báo càng lớn. Để một ngôi nhà vượng khí vượng tài, tâm tánh những người trong nhà là từ trường mạnh nhất. Các bạn hãy thử hỏi những người bạn quanh mình. Hỏi xem những gia đình thường xuyên ăn cơm cùng nhau, ăn trong hòa khí, công việc thường hanh thông. Gần đây, một vị sinh năm 83 xin hẹn đến thăm. Cô vừa chia sẻ, vừa khóc lóc hơn nửa buổi. Tình cảm thiếu sự êm ấm, con cái sống trong lo sợ, nợ ngân hàng lại quá nhiều. Mỗi ngày cô sống trong trầm uất. Mỗi ngày khi nhìn tờ lịch rất sợ hãi. Chỉ vì người chồng ngày ngày say xỉn, ra những quyết định quá tay trong lúc thiếu tỉnh táo. Tâm trạng những người sống trong nhà như thế quá đổi ngột ngạt. Từ trường trong nhà là sát khí, toàn là sự lo âu muộn phiền. Dù có Phật Bồ Tát có thị hiện cũng không thể giúp, quả là bất hạnh. Khải Toàn thành tâm lắng nghe,
đưa ra lời khuyên chân thành, việc còn lại chính vị ấy tự nỗ lực thay đổi. Tài lộc, sức khỏe, trí tuệ có được đời này có phải là định số? Số đã định trước khi ta sinh ra. Đời này sau 25 tuổi có thể xoay chuyển tam cước ấy. Nếu dụng phong thủy là một phương pháp, tu dưỡng tâm tánh thông qua nghe giáo pháp, thông qua hành thiền là phương pháp thực hiện hiệu quả nhất. Mệnh có tài phú, cả đời không khó để kiếm tiền. Vì sao xuất thân cùng nhau, gia cảnh học vị tuổi tác như nhau, người kiếm nhiều tiền, người lại không có được? Người trong mệnh có tài phú, nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Nói theo dân gian, họ là những người giỏi kinh doanh. Dù mệnh có nhiều tài phú cũng khoan bội vui mừng. Tài phú vượng thì tình cảm dễ trở ngại, tài vượng thì thân nhược, ấn tinh suy. Ấn là cung mẹ trong mệnh lý bát tự tứ trụ. Tài lộc của cải nhiều, tâm không định sẽ là chướng ngại khi về già. Cái tâm tham luyến của cải ở thế gian khiến thần thức không chịu rời đi. Tiền tài là một thứ quan trọng trong xã hội. Người chưa có thì muốn có, người có rồi muốn có nhiều hơn, người có nhiều lại sợ mất đi. Của cải trên thế gian này có gì là thật? Một sát na vạn vật chuyển biến. Một bài đăng vu vơ của một người có ảnh hưởng, tài khoản bỗng chốc biến mất trắng. Tài lộc dù có quan trọng, nhưng rồi nó sẽ mất như cái thân giả tạm này. Chỉ có tịnh nghiệp ta có thể mang theo. Dù nhà bạn có cái sắt hay không, có tủ tiền hay một hộp cất giữ tiền bạc, cũng được xem là nơi quan trọng cất giữ chuyện tiền bạc. Trước kia Khải Toàn đến xem cho một biệt thự tại Bình Tân, vào phòng gia chủ thấy một chiếc két sắt rất to, chiều ngang tầm 80 cm, đối diện với cửa chính. Khải Toàn nói rằng chiếc két này ít có khả năng có nhiều tiền, hoặc khi có tiền lại mất khá nhanh. Vị gia chủ ngạc nhiên, quả đúng như thế. Việc đầu tiên các bạn lưu ý về nơi cất giữ tiền, không nên để lộ thiên lộ ánh sáng. Càng quất càng ít ánh sáng càng tốt. Tốt nhất là giấu hẳn bên trong một chiếc tủ, vì tài lộc để lộ chẳng khác nào dễ thất thoát. Có những gia đình thiết kế riêng cả một không gian phòng bí mật. Gian phòng này được thiết kế khá đặc biệt, được ngụy trang sau một kệ sách hay một bức tường. Điều này hợp với quy tắc hình thể về nơi cất giữ tài lộc, càng kín đáo càng tốt. Chẳng may không có chỗ kín đáo, phải để lộ ra ngoài, mỗi khi bước vào phòng là thấy ngay. Thì giải pháp chữa cháy cho trường hợp này chính là dùng một tấm khăn to che lại. Màu sắc khăn tùy thuộc vào phương vị ngôi nhà, hoặc tùy thuộc vào sinh thần bát tự của gia chủ. Ví dụ, người sinh mùa đông thiếu hỏa nên dùng khăn màu đỏ, người sinh mùa hè thiếu thủy nên dùng khăn màu xanh dương hoặc màu đen, người sinh mùa thu thiếu mộc thì dùng khăn màu xanh lá hoặc màu ấm, người sinh mùa xuân thường thiếu kim dùng khăn màu trắng hoặc màu xám. Vì vậy, lưu ý đầu tiên về nơi cất giữ tài lộc hay két sắt chính là càng kín đáo càng tốt. Tài nên ẩn không nên lộ, cũng như những người giàu có điều gì thường khiêm cung điều ấy. Phương pháp tìm tài vị thứ hai là theo cũ cung phi tinh. Phương pháp này tuy dễ tìm nhưng lại có vài vấn đề bất cập, tùy vào cách cục của mỗi ngôi nhà. Trước tiên, chúng ta cần tìm ra bản vẽ ngôi nhà, hoặc lấy ra giấy viết để vẽ lại cách cục ngôi nhà. Có được bản vẽ, ta kẻ chéo hai góc. Điểm giao nhau của hai dòng kẻ này chính là tâm của ngôi nhà, chính giữa ngôi nhà. Mở la bàn trên điện thoại hoặc tải app la bàn phong thủy, đứng ngay tâm của ngôi nhà, ta có thể định hướng được các phương vị cần tìm. Theo cũ cung phi tinh hàng năm, tìm ra phương vị có sao cát tinh, có sao vượng khí, đây chính là tài vị. Ví dụ trong năm 2023, hướng tốt trong nhà là Nam Bắc và Tây Nam. Hướng Nam, hướng Bắc và Tây Nam. Ba phương vị này phù hợp để nơi giữ tiền bạc. Trong đó sao nhất bạch thanh thủy là phù hợp nhất.
2024, hai phương vị tốt là Nam và Đông. 2025 là Đông và Đông Nam. Tìm ra phương vị có sao tốt theo cũng cung phi tinh, dù không thể đặt được tủ tiền, bạn vẫn có thể đặt một chiếc quạt giúp không khí lưu thông, là phương pháp tốt cho cả ngôi nhà. Các bạn có thể tham khảo thêm về đề mục của cung phi tinh tại hai website Khải Toàn. Tuy nhiên, phong thủy tốt đơn giản chính là sạch sẽ, không khí trong lành, ánh sáng vừa đủ. Để có một ngôi nhà vượng khí vượng tài, tâm tánh những người trong nhà là từ trường mạnh nhất. Tâm lành thì từ trường lành, hòa khí sinh tài lộc. Phương pháp tìm tài vị thứ ba là xét theo huyền không phi tinh. Thuật số này cần tinh thông, cần thời gian nghiên cứu, hoàn toàn không dễ với người bình thường. Nhà lập quẻ theo huyền không phi tinh tìm ra các nơi có sao Cửu Tử và Nhất Bạch để làm phòng ngủ, tài vị, phòng đọc sách, làm việc, bếp và cửa ra vào. Cửu cung phi tinh hay huyền không phi tinh là những thuật số trong phong thủy. Phong thủy là từ trường, xem và bài trí phong thủy là cân bằng từ trường nơi ta sinh sống. Tuy nhiên, phong thủy chỉ là từ trường, không thể xoay chuyển được nghiệp quả. Chỉ có từ trường thiện lành của những người sống trong nhà, tâm lành tâm thiện chính là báo vật hóa giải mọi tai ương, gia tăng phước báo. Người trí xem tiền tài là phương tiện, người mê xem tiền tài là báo vật. Mỗi một sát na vạn vật biến chuyển, có cái gì là thật đâu chứ. Dù có nhiều tiền tài hay nhiều châu báu, nằm xuống ngủ mọi thứ đều là ảo vọng. Tài vị bên trong con người là tâm lượng rộng lớn, ví như câu tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm lượng rộng thì mỗi một niệm đều là niệm lành, niệm lành sản sinh từ trường lành cho chính ngôi nhà mình sinh sống. Một sát na vạn vật thay đổi, một niệm khởi ví như 90 sát na, không thể nào nắm bắt vạn vật theo ý mình. Người có ý niệm thiện lành, tâm lượng rộng lớn, làm ăn buôn bán nhiều cơ hội kiếm tiền. Ai lại không thích làm ăn mua bán với người có tâm lượng rộng lớn? Vì thế họ luôn có nhiều cơ hội hơn người khác. Tìm ra tài vị bên ngoài theo phong thủy dù có quan trọng nhưng không thể nào bằng tài vị bên trong tâm. Người không tính toán so đo, không xem tiền bạc là báu vật, là người không bị tiền xài, không bị tiền che mờ lý trí. Người lại biết mở lòng bố thí, phước báo tài phú về sau càng lớn. Bố thí tài sẽ có tài, bố thí lòng từ sẽ được yêu thương, bố thí lời chân thiện sẽ được trí huệ. Tu tập được như thế, tâm lượng rộng lớn như thế, bản thân chư vị chính là tài vị, đi nơi nào, ngồi nơi đâu cũng là tài. Chư vị chỉ cần ngồi xuống tĩnh tọa thiền định mỗi sáng hay mỗi tối để mở rộng tâm lượng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.